Kể từ khi được thành lập cho đến nay, Konoha đã trải qua không biết bao nhiêu lần lên voi xuống chó. Trải qua 7 đời Hokage, người dân nơi đây đã quá quen thuộc với cái viễn cảnh bị cho đăng xuất bất kỳ lúc nào. Đây cũng là hậu quả cho những pha cà khịa xuyên biên giới đến từ các shinobi trong làng. Tuy nhiên, bên cạnh những Ben lục đạo hay là Biju từng suýt xóa sổ Konoha, thì còn kha khá những con quái thú bá đạo khác đã từng khiến ngôi làng đầy bất ổn này ăn hành gặp mồm. Đó là những con quái vật nào mà lại có thể khiến cho shinobi Konoha ra nông nổi đến như vậy? Ok, hôm nay xin mời anh em cùng với Eagle Tuna tìm hiểu về top những con quái vật không phải là vĩ thú nhưng đã từng bón hành cho Konoha nha. Nếu bạn bận học hành, làm việc hoặc đơn giản là lười xem anime, hãy đến và đăng ký ngay channel Lion Anime vừa mới ra mắt của team mình. Tại đây, chúng mình sẽ tổng hợp toàn bộ các anime series khác chỉ trong vòng một video. Link channel nằm bên dưới phần mô tả và bình luận. Mở đầu trong danh sách hôm nay là một con súc động vật mang trong mình sức mạnh, không hề thua kém bất kỳ vĩ thú hàng riêu nào. Chỉ khác có điều là nó không được sinh ra từ thập vĩ mà thôi. Đĩa vô vĩ Raibi xuất hiện lần đầu trong phần Naruto Shippuden Ball, mang hình dạng là một con đĩa đeo mặt nạ trông khá là đần độn và nó được phong ấn trong người của Amaru. Mặc dù không quá nổi tiếng và chỉ nằm ở một quốc gia nhỏ bé như là Không Quốc, thế nhưng con quái vật này đã từng khiến cho Nagao lẫn Sasuke vô cùng khổ sở vì nó. Nhờ những cánh tay vươn dài mọc ra từ thân, Raibi có thể xách Han già lên như một con nhái và hấp thụ chakra của cả hai người. Riêng Nagao suýt chút nữa thì gãy nếu không nhờ chakra cụ vĩ cùng với men độn hộ thể. Điểm nổi trội duy nhất của vô vĩ đó chính là năng lực tái sinh thuộc hàng đỉnh của Chop, thậm chí khi bị phan cục cả đầu mà nó vẫn mọc ra như bình thường. Các thông tin khác về con đĩa mồm làng này anh em có thể xem trong video cũ của mình, các vĩ thú từng xuất hiện trong Naruto. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước sang vị trí tiếp theo cho đỡ mất thời gian. Đã nhắc đến những con quái vật bán hành cho Konoha mà lại không nhắc đến dạng thú cưng của Orochimaru thì quả thật là không phải đạo. Vậy nên cái tên tiếp theo sẽ là đàn rắn do hoa hậu Orochimaru sở hữu. Với kích thước khổng lồ, dẻo dai, linh hoạt và răng nanh sắc nhọn, đàn rắn được triệu hồi từ thông linh thuật này có thể dễ dàng phá hủy một phần lớn của làng lá trong sự kiện tấn công Konoha hồi ở kỳ thi Chunin. Tính ra tới tận thời điểm hiện nay, xà thuật của Orochimaru được coi là đa dạng và mạnh mẽ nhất. Ngày rắn có thể triệu hồi rắn, rất nhiều rắn, đủ mọi kích thước, từ mọi vị trí khác nhau. Thậm chí, ngài rắn còn huệ được nó ra từ miệng của mình cơ mà. Ngay cả bản thân cơ thể của ngài cũng là hình dạng của một con rắn, được tạo thành từ hàng trăm con rắn nhỏ khác. Hầu hết mọi nhẫn thuật của Orochimaru thi triển đều có khả năng triệu hồi được hàng ngàn con rắn khác loại. Và trong đó có cả vua rắn Manda. Trong lần Konoha thất thủ, khiến cả thầy ba phải đi bán muối, nguyên nhân chính không thể nào không kể đến chính là đám quái thú không chân này của Orochimaru. Cũng may mắn năm ấy, ngày rắn không chịu hồi bắt đại kỳ xà ra để đánh nhau với Konoha. Không thì cái ngôi làng này đã bị san phẳng trước khi Kaben Thiên Đạo đến đây. Năm ấy, nếu như ngài bỏ qua màn chào sân và ra tay nhanh gọn và dứt khoát hơn, thì con đường cách mạng đã không nhiều chông gai đến như thế này. Mặc dù từng là phản diện có lượng anti-fan đông đảo bậc nhất Naruto, tuy nhiên, hiện tại ngày rắn đã quyết định rời xa chốn giang hồ, rửa tay gác kiếm, nên tội danh cũng không còn truy cứu nữa. Từ xưa đến nay, cứ hễ là Hokage tóc vàng thì auto làng bị đập nát bét. Đệ tứ thì có Obito mang cụ vĩ tới chơi. Đệ ngũ thì có sự kiện Nagato đem lục đạo Ben thổi bay Konoha. Đến thời của anh Bảy thì xin trân trọng giới thiệu ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí con dâu đệ thất cùng với Sarada và Mitsuki, đó chính là Sumire. Trên người Sumire chứa một ấn ký đặc biệt, nó cho phép cô liên kết với một chướng linh Nue, một con quái vật có lượng hắc chakra cực kỳ mạnh. Truyền thuyết kể lại rằng Nue là một loài lôi thú to lớn, tương tự như cụ vĩ yêu hồ. Đầu khỉ thân trồn, bốn chân như hổ và đuôi là một con rắn. Bản chất nó sống trong một chiều không gian khác. Đó là lý do khiến Naruto khi bật hiện nhân thuật lên đã không thể cảm nhận được chakra của Nue. Năng lực hút chakra của nó cũng tương tự như cái cách tạo ra chakra bóng tối từ vô vĩ. Tuy nhiên, nó lại không hề làm hại đến chủ nhân của mình. Dẫu là một con quái vật hung dữ, máu liều nhiều hơn máu não, cơ mà Nue lại đặc biệt trung thành tuyệt đối với Sumire. Nó cũng có thể sử dụng thời không thuật để thoát khỏi những kết giới xung quanh. Nhờ có Nue mà từ một genin cùi bắp như Sumire, cô đã có thể khiến cho Naruto phải bó tay vì không thể nào tham chiến được. Bởi nếu anh mà tham chiến thì đảm bảo sẽ bị hút hết chắc ra. Kế đến chính là Satori, một con yêu quái có hình dạng vô cùng gọi đòn xuất hiện trong movie Huyết Ngục. Bản thân con này không biết được nên xếp vào loại nào,
khi chỉ cần nhìn thôi là biết được nó là hậu quả đến từ mối tình cẩu lương giữa những con quái vật xấu xí nhất với nhau. Satori được sinh ra từ chiếc hộp cực lạc, một bảo vật đến từ thời đại của lục đạo tiên nhân. Chiếc hộp này tương truyền rằng có thể ban cho người mở nó ra bất kỳ một điều ước nào. Tuy nhiên, theo cốc lão đại Gamabunta, thực chất người nào mở chiếc hộp và bước vào trong thì họ sẽ trở thành vật chủ của Satori, đồng thời có được sức mạnh từ con quỷ mạnh mẽ nhất này. Về cơ bản, chiếc hộp không thể nào bị phá hủy. Thậm chí Naruto đã dùng tới trạng thái hiền nhân nhưng cũng không thể nào gây nổi một vết sức nhỏ lên người nó. Nói về con quái vật Satori bên trong chiếc hộp cực lạc thì nó to tương đương với bát vĩ, đen xì và vô cùng mạnh. Satori mạnh đến mức nó từng giúp cho làng cỏ suýt chút nữa đã chiếm được toàn bộ nhẫn giới vào thời của lục đạo tiên nhân. Thậm chí trong movie Huyết Ngục, một mình Satori có thể đánh cùng lúc với bát vĩ, Gamabunta, Tsunade, Naruto, Gai, Kakashi cùng với hàng loạt shinobi máu mặt khác cùng với thế hệ của Naruto mà không hề bị lép vế. Nó còn có thể phản công bằng cách phóng ra những sợi lông nhọn hoắt về phía của đối phương. Satori có năng lực đọc được trái tim của người khác, vì vậy về cơ bản là không thể nào đánh trúng được nó. Với lực lượng hùng hậu đến từ Hỏa Quốc và Lôi Quốc, Naruto vẫn ăn hành ngập mồm, sau đó thì bị Satori đục một lỗ donut ngay giữa bụng rồi ra đi chân lạnh toát. Cũng may nhờ vào hào quang nhân vật chính nên Naruto đã được long mệnh chuyển sinh cứu thoát, nhưng cái giá phải trả chính là sinh mệnh của người thi triển thuật này. Ấy thế mà Satori vẫn không hề chết nha. Đến cuối cùng, nó chỉ bị phong ấn ngược lại vào chiếc hộp mà thôi. Có thể nói, đây chính là con quái vật mạnh mẽ bậc nhất mà làng lá đã từng phải đối đầu. Nó còn có phần nguy hiểm hơn cả cụ vĩ Kurama năm xưa trong tay của Madara. Tiếp đến là một quái thú trong truyền thuyết thuộc quyền kiểm soát của ba môn đồ Ichi, Ni và San dưới chướng của Hirungo, xuất hiện trong movie Người Kế Thừa Hỏa Chí. Con quái vật này được hợp nhất bởi cấm thuật Chimera và trở thành một trong những bề tôi trung thành hậu cận cho Hiruko. Bản thân Hiruko là một bạc nhẫn đến từ thời đại của Sanin huyền thoại. Tay chơi cấm thuật này vốn chẳng có huyết kế giới hạn nào đặc biệt, vậy nên hắn đã tự tạo cho mình một cấm thuật có tên là Chimera, có thể đánh cắp huyết kế giới hạn của người khác. Sau đó, Hiruko có thể sử dụng được chúng như thể chúng là của mình. Tuy nhiên, nguyên nhân chính đưa Chimera đến với danh sách ngày hôm nay phải kể đến đó chính là dàn chó mà thanh niên Hiruko cùng với ba môn đồ đã tạo ra từ cấm thuật có cùng tên. Cấm thuật đặc biệt kể trên, ngoài hấp thụ huyết kế giới hạn ra, nó còn cho phép người dùng tạo ra những con quái vật có size siêu to khổng lồ. Ichi đã sử dụng thuật triệu hồi Chimera kể trên để hợp nhất với rắn. Ni thì có thể sử dụng nó để kết hợp với chó. Cuối cùng, San có thể sử dụng nó để kết hợp với cả Ichi và Ni để trở thành một con quái vật Chimera hoàn thiện nhất. Đặc biệt, khi ở hình dạng này, nó còn biết phun lửa nè. Một cú tát có thể thổi bay đầu một người bình thường, và chỉ với một phát đớp là đi luôn nửa mảnh đất nhà Xeo Tam. Một mình Chimera đã lùa nguyên thế hệ Konoha 11 chạy té khói. Phải đến khi nhạc nền nổi lên, Hiruko thi triển lôi độn tối cao khiến cho Chimera yếu dần đi do mất chakra, thì tất cả mới có thể chấm dứt hoàn toàn được con sinh vật khủng khiếp này. Morio là một con quỷ đến từ thế giới khác và chỉ xuất hiện trong Naruto movie. Cái chết được tiên đoán. Năm xưa, Morio đã từng muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, sau đó xây nên vương quốc ngàn năm trên đống tro tàn. Tuy nhiên, nó đã bị ngăn cản rồi ăn luôn quả phong ấn vào mồm từ một pháp sư Trung Hoa đến từ vùng đất quỷ. Morio vẫn sống, cơ mà bị chia làm hai phần riêng biệt. Linh hồn của hắn bị giam giữ ở quỷ quốc, còn cơ thể thì nằm ở đầm lầy quốc. Hắn không thể làm được gì, chỉ biết chờ đến ngày có người giải thoát mình ra khỏi xiềng xích phong ấn. Và cuối cùng, một thanh niên báo đời tên là Yomi đã tấn công ngôi đền, sau đó giải thoát cho linh hồn của Morio. Nhưng do không có cơ thể nên hắn ta sẽ tan biến ngay lập tức khi vừa ra khỏi phong ấn. Vì vậy, Yomi đã quyết định dùng cơ thể của mình làm vật chứa tạm thời cho hắn ta, đợi đến khi Morio có thể lấy lại được cơ thể thật. Sức mạnh của Morio cũng thuộc hàng có số có má. Sau khi hợp nhất với thể xác và linh hồn, hắn có khả năng thực hiện được những loại thuật ảo ma Lazada không thể nào tưởng tượng nổi. Nổi bật nhất trong số đó có thể kể đến như là tạo ra cả một đội quân chiến binh đá khổng lồ nè, gần như là bất khả xâm phạm. Thậm chí, hắn còn có thể tạo ra bóng tối sâu thẳm để nhấn chìm kẻ thù. Các xúc tu được tạo ra từ Morio di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, vượt qua cả tốc độ chiến đấu của Naruto. Trong lời tiên đoán của nữ pháp sư đến từ quỷ quốc, Morio có thể giết chết Naruto trong khi cậu thậm chí còn chưa kịp nhận ra. Vậy là đủ hiểu sức mạnh con quỷ này nắm giữ kinh khủng đến mức nào rồi. Cuối cùng trong danh sách hôm nay chính là tuyển tập những con súc động vật được triệu hồi ra từ súc sinh đạo của Ben. Cái tên nói lên tất cả, súc sinh đạo có khả năng triệu hồi ra những con thú thông linh cực kỳ khủng khiếp. Chính những con thú này là thủ phạm trực tiếp tham gia vào vụ việc phá hủy Konoha trong sự kiện thủ lĩnh Akatsuki đến thăm ngôi làng này. Đầu tiên phải kể đến đó chính là con chó nhiều đầu giống với Cerberus.
với sức sống mãnh liệt, không bị tác dụng bởi những đòn tấn công vật lý, và càng đánh chúng thì chúng càng phân chia thành nhiều đầu hơn. Có thể nói rằng đây chính là thú chịu hồi mạnh nhất của súc sinh đạo vào thời điểm đó. Kể đến chính là một con chim có khả năng thả những quả bom phát nổ với một số lượng cực kỳ lớn. Đồng thời, nó có thể tấn công kẻ thù bằng cách bay với tốc độ cao rồi phóng đến đối phương. Sau đó, nó sẽ dùng mỏ để đục một lỗ trên người của kẻ thù, biến họ trở thành những cái bánh donut thâm lừng. Mỏ của nó cứng đến mức có thể làm vỡ cả giáp khiên tay của chiến binh cấp Gamaken. Có thể nói, con chim này có sức hủy diệt diện rộng vô cùng mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong dàn thú triệu hồi dưới trứng của Ben. Ngoài ra, còn kha khá những con khác giống như là thằng lằn đuôi rắn nè, có khả năng tàng hình và tấn công kẻ thù một cách bất ngờ. Bên cạnh đó, có một vài con được Ben dùng nhiều để tấn công, giống như là tôm, bò rừng và tê giác. Trong khi gấu trúc với độ cứng cáp của một tăng cơ đích thực thường được súc sinh đạo sử dụng trong việc phòng ngự. Điểm chung của tất cả những con thú triệu hồi được súc sinh đạo gọi ra là thân hình vô cùng to lớn và tốc độ thì nhanh khủng khiếp. Với một con, nó có thể giết hàng trăm người chỉ trong nháy mắt. Đồng thời, Ben có thể điều khiển tất cả những con thú triệu hồi như cách mà anh ta điều khiển thân xác của lục đạo Ben vậy, và cũng có thể thông qua mắt của chúng để quan sát và ứng biến một cách thích hợp nhất cho mọi tình huống. Trên đây là danh sách tất cả những con quái vật đã từng tấn công Konoha. Nếu anh em thấy còn thiếu con quái vật nào, đừng quên comment phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh cho Lion Anime và Eagle Tuna. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo.